À, xin chào anh chị, thì ngày hôm nay thì Hồng muốn chia sẻ với anh chị về những lý do vì sao đất nền Vendo trở thành một xu hướng đầu tư. Thứ nhất đó là về giá, đúng không ạ? Xa trung tâm thành phố dẫn tới là giá thấp. Và cái thứ hai có sự thúc đẩy về hạ tầng. Và cái yếu tố thứ ba đó là về hiện tại là xu hướng mà chuyển dịch về môi trường sống từ đô thị sang về nông thôn. Và cái thứ tư đó là vì cách xa trung tâm thành phố, xa khói bụi ô nhiễm thì dẫn tới là khí hậu ở đây là môi trường trong lành. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố thứ năm, đây là một trong những cái lý do mà đất nền Vendo trở thành một cái xu hướng đầu tư lớn, đó là bởi vì cái quỹ đất còn nhiều thì chúng ta có thể là đa dạng cái mục đích, đúng không ạ? Nếu như chúng ta mua một mảnh đất tầm khoảng cỡ từ 1.000 m², 2.000 m² thì chúng ta có thể là làm một cái vườn, hoặc chúng ta có thể là làm một cái trang trại, hoặc chúng ta có thể là một cái biệt thự, tùy theo cái nhu cầu mục đích của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà đất nền Vendo trở thành một cái xu hướng đầu tư. Và Hùng hy vọng với những chia sẻ của Hùng thì giúp cho anh chị tham gia đầu tư tốt. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào.